Vâng, em xin chào ở nhà, chào tất cả anh chị em. Hôm nay là ngày 25 tháng 6. Hôm nay thì em đây công việc hôm qua rồi bán rất nhiều hàng ở nhà, đang anh em đang tập trung đóng hàng. Thì hôm nay em có xuất một ít cái kia 5 cánh trắng đại tướng này nhá. Đại tướng thì lại cũng bán rất là chạy, vì cái bông này thì Phú Thọ các bác có nhiều, nhưng đại tướng thì mặt hoa rất là đẹp, thân lá cũng đẹp các bạn. Và những cái kia nó lên rất là mơn mởn luôn. Tất cả thì đều là kỳ 52 hết cả nhé, toàn bộ là kỳ 52 hết. Đấy, thì tất cả đều là mầm gốc hết ạ. Đều là mầm gốc lên tự nhiên và lên một mầm luôn các bác ạ. Không có con nào lên hai mầm cả, toàn bộ lên một mầm hết. Kỳ 52, thì 51 thì nó bé bé thôi, nhưng 52 thì bắt đầu nó phát triển rất là tốt. Thì bông 5 cánh trắng đại tướng là một bông mũi màu cựa trắng này nhá. Nó khác với Phú Thọ là mũi trắng cựa hồng. Đấy, đây là cái bông nó lở nhà em đấy ạ. 5 cánh trắng đại tướng. Nhìn cái này không khác gì Bảo Duy các bạn. Có những thời điểm mà nó lở trong miền Nam nên là mũi nó rất trắng này nhé. Đấy, cái chậu này là lở tại nhà em. 5 cái trắng đại tướng thì được anh chị em săn đón rất là nhiều. Đấy, giá cả bây giờ là cũng hợp lý rồi. Thì bây giờ như này, những cái kia mà 52 như này em bán là 200k nhé, 200k một kia. Đấy, thì những cái kia mà size mầm gốc nó ở cái cỡ như này, ngọn đang đi rất là đẹp. Về các bác chỉ được bốc một phát sang, các bác đặt sang cái chậu luôn. Đấy, dễ đi rất là khỏe luôn, các bác bốc một phát sang luôn. Cái cốc này thay rất là dễ. Đấy, thì những cái size như này em bán là 200k cho một kia. Mầm gốc nó lên được khoảng tầm độ 5-6 cm gì đấy nha. Còn những cái con to hơn như này thì em bán là 250k. Đấy, những con to to như này cũng là 52 hết cả nhá. Nói chung là thân già luôn em không có tính nữa, nó béo. Đấy, kỳ rất khỏe, toàn kỳ tự nhiên. Cái lá, thân lá của đại tướng thì nó cũng đẹp hơn thân lá của Phú Thọ này nhá. Lá nó bầu hơn và thân nó trong xanh hơn. Mầm lúc mới lên thì nó cũng giống mầm của bạch tuyết ấy. Lúc mới lên là nó cũng hơi lấm lấm đen đen như của bạch tuyết một tí. Thì em có khoảng hơn chục ki thôi, không có nhiều. Có một cái con này là mầm gốc to đùng này. Con này thì được khoảng chắc là hơn gang tay rồi, ngọn đang đi rất là khỏe. Đấy. Con này thì em bán là, con này em cũng bán là 250k đi cho con to đùng này. Nó là mầm gốc lách ra phải nhá. Đấy, cho nó vào cùng này, bởi vì bọn kia thì nó lại 52. Đấy, tất cả những cái hàng như này. Đấy, những cái này thì 250.000 một con nhá. 250.000 một con, tất cả 52 hết ạ. Chứ em cũng không phân hình 1, hình 2, hình 3 nữa cả nhà nhá. Đấy, còn mấy cái con nó nhỏ nhỏ hơn này thì em bán là 200, có mấy con nhỏ thôi. Rồi, em xin cảm ơn cả nhà. Bác nào mà sưu tầm cái cây gì thì các bác liên hệ với em. Số điện thoại em là 0903 208 533. Vâng, em xin cảm ơn.